Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Chị ăn tối chưa? Ăn rồi. Ăn tối rồi ạ. À. Em đã thỉnh phép cho chị lâu chưa nhỉ? Chắc 4-3 tháng rồi, quá hơn 3 tháng. 3 tháng à? Thế chị thấy công việc của chị thế nào? Nói chung là vui vẻ, thuận lợi vô cùng. Không ngờ à? Như cụ thể như thế nào chị nói cho em biết nào? Chị tự kinh doanh tại nhà, rồi thấy hàng quá đều, mà nói chung là nó cũng suôn sẻ, giống như là mình làm chơi mình ăn thiệt à? Làm chơi mà ăn thiệt. Ngày trước thì mình làm mình chết mình chẳng có dư. Cái này thấy của em xong về thấy rất là ổn. Công việc làm ăn của chị là thuận lợi hơn rõ rệt luôn đúng không? Làm chơi ăn thiệt thì biết rồi. Đúng rồi, làm chơi ăn thiệt. Đấy thì em cũng chúc mừng cho chị, đây là một cái phản hồi tốt khách hàng để em biết em làm có linh thật hay không. Đấy. Mà những cái lần em xem cho chị, những cái lần dự đoán đấy có chuẩn hay không? Chị thấy đúng. Nói chung là cái gì em nói cũng thấy đúng hết trơn, mà cảm thấy là xúc động tại vì những cái việc từ trước giờ như chị đi coi hay là gia đình chị chắc cũng không ai biết, tại vì mình giống kiểu mình sống nội tâm mình sống hay kể cho ai nghe. Vâng. Nhưng mà tự nhiên em nói sao nó tận đáy lòng mình luôn, mình cảm thấy không biết sao nói. Dạ vâng. Em cũng chả biết nữa, khách em đông lắm, một ngày 15-20 khách, 20 khách, ngày có khi đông hơn, em xem không, em chả nhớ ai với ai luôn đó. Và thỉnh phép cho chị khi nào em chả nhớ luôn đó, thế hôm nay chị nhắn tin qua em mới biết thôi. Dạ. Em khỏe chưa? Cái mũi em khỏe chưa? Thôi em đang bị đây này, em đang bị tái phát lại đây. Em nhắn địa chỉ đi, mà chị gửi ra cho, uống hay lắm, nói chung là mình đỡ liền, nó... Dạ nhẹ vâng. Liền, chứ mình cứ bị bệnh mà cái này nó khó chịu lắm, không chịu được. Dạ vâng, trước hết em cũng cảm ơn chị, chứ em dùng rất nhiều thuốc rồi, đủ các loại thuốc mà không hết luôn á. Cái này là thuốc nam á, nói chung là nó rất là hay, chị gửi cho em uống, nó không ảnh hưởng gì đâu. Dạ vâng. Thôi thì em cũng cảm ơn chị nhé, bây giờ em sẽ gửi thông tin qua cho chị, em cảm ơn chị vì liều thuốc nhé. Dạ.